Kính thưa quý vị, một thanh niên ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán đã bị cưa mất một bàn tay trái do điện thoại phát nổ khi đang sạc pin. Theo báo thanh niên thì vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2019, bệnh viện Đa khoa thống nhất tỉnh Đồng Nai cho biết là sức khỏe của bệnh nhân 22 tuổi này đã ổn định và đang dần bình phục. Theo đó, thì vào tối ngày 17 tháng 6, bệnh viện đã tiếp nhận anh Vi là được chuyển từ Bệnh viện Đa Khoa huyện Định Quán, nhập viện điều trị trong tình trạng là bàn tay trái bị dập nát hoàn toàn, chảy nhiều máu, mặt và ngực có một số vết thương nhẹ do điện thoại trên tay phát nổ. Tại đây, thì các bác sĩ đã cấp cứu, cầm máu, băng bó vết thương và chuyển vào phòng để giải phẫu. Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, trưởng khoa ngoại chẩn, Trung tâm chấn thương chỉnh hình bỏng cho biết là do bàn tay bệnh nhân đã bị dập nát quá nhiều, không thể nối được, nên các bác sĩ buộc phải cắt cục phía dưới cẳng tay. Nói với báo thanh niên, thì anh Vi kể là chiếc điện thoại phát nổ anh đã sử dụng nhiều năm nay. Bình thường thì sạc đầy pin là lấy ra, nhưng hôm bị nạn là do anh quên nên để sạc từ chiều hôm trước đến chiều hôm sau, tức khoảng 24 tiếng đồng hồ. Vào chiều ngày 17 tháng 6, khi anh cầm điện thoại lên để sử dụng trong lúc vẫn còn đang cắm sạc, mới lướt vài cái thì điện thoại phát nổ, khói bay đầy nhà, nhiều mảnh vỡ văng vào ngực và mặt, còn bàn tay của anh bị thương. Gia đình đã vội đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.